Xe dừng nằm cháy rụi trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Ô tô khách chở 4 người chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết bốc cháy dữ dội khi qua huyện Hàm Thuận Bắc sáng 19 tháng 2. Khoảng 5 giờ 30, xe dừng nằm biển số Phú Yên chạy trên cao tốc hướng Nam Bắc khi qua địa bàn xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc bất ngờ bốc cháy. Tài xế tấp xe vào lề, mở toang cửa, hành khách thoát ra ngoài an toàn, không có thương vong. Lửa sau đó nhanh chóng bao trùm xe ô tô khách, cột khói bốc cao. Các xe chạy hướng Nam ra Bắc buộc phải dừng lại khiến tuyến đường ùn tắc cục bộ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều khiển 2 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết dài hơn 100 km, đi qua 4 huyện của Bình Thuận là Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và Tuy Phong. Tuyến được thông xe tháng 5 năm 2023, tốc độ cho phép tối đa là 90 km/h.